cho nó ọc. Lên luôn nè. Chép anh chép. Chép. Rồi được. Rồi được rồi, được rồi. Lâu đỡ nè. Lâu đỡ nè. Hết chết không á. Má xì qua ấy sao. Máu ghê. Gãy chúng gãy đừng. Gãy sống rồi. Mạnh quánh chúng cá. Gãy sống. Chép, chép, anh chép, anh chép, chép. Chép rồi, rồi. Lên luôn nè. À, cái chép lộng hả? À, chạy luôn rồi. Kìa, tới thằng đó nữa. Đây rồi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Nó dạt vô. Rồi buông đi, nè, đợi đi, bỏ lên ạ. À. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hai con là hả? Chặn lên luôn, không có gãy được rồi. Cho nó ọc. Đừng có bóp, đừng có bóp. Không có bóp đâu. Chặn lên đấy. Chặn á. Giật không? Không, có bóp rồi giật. Đang nó đỡ rồi mà. Đang không chờ. Chào. Ở dưới rồi. Cãi nó bắt đi, đừng có biết. Đó. Đó. Đó đó nó nắm người. Được rồi. Rồi mò đi. Còn đó nó chào con à. Chứ vậy. Chạy về cái dễ. Đó. Ôi con nó còn khác nữa đó. Được rồi. Chưa đâu, chưa chết đâu. Chạy nữa đó. Quẹ nó cái 5 7 cái 7 8 kg mà cái giặt là sao đứng lên nó. Được không? Đúng. Chắc vô, lấy luôn. Cái này có 5 6 kg à. Ừ, lôi vô. Con kia rồi đó hả? Con kia rồi. Đừng bóp cái thầy. Không có bóp đâu. Nhấp cái nhảy cái đó ùm liền. Để vô sọt vô giỏ luôn cả nè. Vô giỏ luôn hả? Hả? Mày nặng giỏ luôn. Đi mẹ đi. Quá trời cá bự rồi nó.
Kìa bên đây con đó nè, nó nè, nè, mới nhận cái đuôi nó con nữa kìa. Cái nhậu ngang cái dầm ra luôn á. Đúng rồi, mà chắc con nó còn sống. Nhãn cái với cây nó lên, nó được thôi. Cái nhậu có này là đi chết rồi đó. Hả? Đụng ngang, đụng ngang. Ngồi đi mọi. Thì cá chép chết đi mẹ, gãy sống luôn rồi quá. Không gãy đâu. Giảm lại không? Giảm lại chút đi. Giảm chút đi mình bắt.